Thưa các cô bác anh chị, đây là toàn cảnh buổi phát quà, chuẩn bị phát thì rất nhiều các cô chú anh chị đang ngồi để chuẩn bị nhận những các cái phần thức ăn này. Cô bác anh chị ngồi rất là đông. Đào bánh mì xuống nè. Thưa các cô bác, anh chị, bữa cơm ngày hôm nay 10 tây tháng 1 năm 2023 của gia đình cô Lan Gia ở Mỹ có gửi 23 triệu để phát cơm và tiền giúp đỡ người ung thư. Có tặng cái số tiền mặt là 6 triệu. Còn lại thì nấu khoảng 450 suất ăn. Bữa cơm này để hồi hướng công đức cho cô Nguyễn Phương Trì và cậu Nguyễn Hữu Thiệu. Chị ung thư gì? Bị nhỏ 5 tuổi à. Lãnh dùm con 5 tuổi có giấy tờ không? Có. Cho em coi thử. Tại vì nó 5 tuổi ẩm nó xuống đây nó mệt quá. Ý là con chị bị gì? U thận não. Dạ. U thận não. Dạ rồi. Bé tên gì chị? Quỳnh Ngô Ngọc Ngân. Dạ rồi. Mẹ đây là mẹ đưa con đi xạ trị ung thư. Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô. Rồi, cảm ơn mấy cô chú nha. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip phát cơm chia sẻ khó khăn với các cô chú anh chị đi nuôi bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 1 năm 2023 và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là bếp cơm cô Tư. Thì vào khoảng lúc 10 giờ sáng thì tụi mình sẽ phát những cái phần thức ăn chia sẻ khó khăn với các cô chú anh chị người ung thư và người đi nuôi bệnh. Hôm nay sẽ phát cơm thịt kho với củ cải, rồi bánh mì bơ sữa, nước suối canh. Đây là những người chuẩn bị và hôm nay đó thì có phát quà ung thư, phát quà cho bệnh nhân ung thư. Dạ thưa, là bé bệnh gì đi? Dạ, không cần mở ra. Là con cô à? Là bé này ở đâu ấy ạ? Ở Đồng Tháp lên à. Em nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. 27 tuổi à. Bị khối u gì? Đây chú kiểm tra giấy tờ rồi đúng không? Đó là cả lý tính luôn, này là 30 tuổi. 30 đúng không? Vâng. Thì hôm nay có gia đình cô Lan Jana ở Mỹ có ủng hộ cái số tiền là 23 triệu để phát cơm và tiền giúp đỡ những người ung thư. Trong đó thì sẽ sử dụng cái số tiền là khoảng 6 triệu tiền mặt để tặng cho những người ung thư. Thì thưa chú, là số lượng là khoảng bao nhiêu người? Đã là 30 rồi. 30 là chốt chưa? Liệu người ta còn ra nữa? Mới anh em mới có 2 người nữa. Thôi thì bây giờ vậy thưa, cứ tính là tặng mỗi người 200 đi. Rồi xin cảm ơn. Chị ung thư gì? Bị nhỏ 5 tuổi à, nó ẩm. Lãnh dùm con 5 tuổi có giấy tờ không? Có. Cho em coi thử. Tại vì nó 5 tuổi ẩm nó xuống đây nó mệt quá. Ý là con chị bị gì? U thận não. Dạ. U thận não. Dạ rồi. Bé tên gì chị? Quỳnh Ngô Ngọc Ngân. Dạ rồi. Mẹ
đây là mẹ đưa con đi xạ trị ung thư. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy cô. Rồi, cảm ơn mấy cô chú nha. Đây phát cho mấy người ung thư. Cảm ơn. Dạ. Khoan khoan chờ đã, mình vô xa người ta để đây ở chỗ đó rồi. Tôi nói anh đó, anh cứ ngồi theo hàng đi. Thì có hết đó. Bây giờ không có được, không phải ngồi theo hàng. Trong chị nghe. Đường giấy, đường giấy già đó, 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 cái hẹn đó đó. Vô trong chị. Có ngồi đó. Có điện dưới đây nhờ. Bây giờ ra đây tôi thấy cái thì bị ung thư phổi và cho em coi giấy. Để coi giấy đi. Chị tên gì? Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thì ở đâu thưa chị? Bình Dương à? Bình Dương. Là trọ ở Bình Dương hay sao? Trọ Bình Dương. Còn quê gốc Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ung thư gì ạ? Ung thư phổi. Ung thư phổi. Ung thư phổi sao không điều trị bên Phạm Ngọc Thạch? Không, nó đi qua đây. Kêu qua Chợ Rẫy à? Có khối u qua đây. Người ta đang làm việc tại đây. Trong ngồi đi, coi giấy của anh chứ. Anh không có được sài sài, cứ vô trong đó ngồi đi. Rồi vậy còn chưa có nào, biết sao đây đi. Rồi thôi, cho cái người xe lăn mà ngồi nốt đấy một người nữa chú. Thôi thôi, tặng luôn đi. Chú quê đâu chú? Ở đây là Sài Gòn đó, bị tai biến đúng không? Rồi thôi tặng luôn nhá. Rồi hết tiền nhá. Hết tiền. Dạ. Như vậy là chúng ta đã tặng quà xong cho những người ung thư. Bây giờ sẽ mấy cô chú, mời cô chú ra đứng xếp hàng xuống đi. Khoan khoan, chú này đi lên trước, cho chú lên trước, chú nhận. Đi vô trong. Nối đuôi vô. Không có đồ hộp à? Có ai đổ không? Đó, lại đi mua đi rồi. Rồi, đi mua đi rồi lại lấy sao? Rồi, mời các cô chú mình tiến tới nhận đi ạ. Cầm sẵn nắp hộp ra tay dùm con mấy cô chú. Cầm sẵn nắp hộp ra tay. Đây, những người ung thư sẽ ưu tiên là sẽ được nhận đồ trước, phát trước, thì được nhận tiền trước này, rồi được lấy cơm trước. Thì ở đây có hai dạng, một người là ung thư trực tiếp bị ung thư, có giấy xạ trị. Một số trường hợp, một vài trường hợp nhỏ thì là không có. Dạ, 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 anh gọi đây lên nha. Ai cảm ơn. Thì mới đi vô thôi. Ai bệnh vô. Rồi, mấy cô chú ra đây vô. Ai bệnh vô thôi, còn những người đi lại. Cảm ơn dạ, chồng là không có. Rồi, xe lăn đi lên trên đấy luôn. Xe lăn có đồ đựng thì mang lên trên đi lấy trước đi ạ. Cho đỡ kẹt xe. Rồi xe lăn đi lên, xe ba bánh lên luôn đi, đỡ kẹt xe. Rồi mấy cô lên luôn đi ạ. Rồi lên luôn đi chú. Thì đây là hàng đứng lên lề đi chú. Đứng lên lề giùm con, đi lên lề giùm con. Cô đi lên lề giùm con. Chú ơi đi lên lề giùm con. Cô chú ơi đi lên lề giùm con đi. Cô chú đi lên lề giùm con đi ạ. Cô chú đi lên lề giùm con nhá. Đến tới cô ơi. Rồi cô chú mình đi lên lề giùm con nhá. Cô chú ông bà đi lên lề giùm. Đến tới đi ạ. Rồi tiến tới đi mấy anh chị cô chú. Chú có đúng đi đúng hàng không đó? Cái hàng đó cứ ngồi ở dưới đi. Rồi tới. 7 4.
Cô chú Thanh kêu cho chú ra. Mấy cô chú mình cứ ngồi xuống đợi mình chờ xíu đã. Ừ dạ. Thì người ta biết phát được chứ, mà cái kiểu mà mình cứ rối không là làm sao phát. Tất cả mình phải theo thứ tự thì sẽ lẹ, còn mà mình cứ nhao nhao lên thì không làm được. Nếu mà ai ấy thì chú bà kêu ra ngoài. Dạ thưa con đã hết tiền rồi, chỉ có thể biếu chú cơm được thôi, còn tiền đã hết rồi. Anh thông cảm dùm là cái này rồi. Nếu mà quá mọi trẻ là mình ra mua rồi. Nó cho tiền quen bỏ đòi hỏi hoài. Con biết rồi. Rồi tại sao con lên lề chú, đi lên lề dùm con, chú đứng đi lên lề dùm, đi lên lề dùm mấy em ơi, đi lên lề dùm đi em, đi lên lề dùm anh đi, đỡ kẹt xe, đứng lên lề dùm anh, đi thẳng đây cho đỡ kẹt xe này. Tăng không phải đi phát này, tăng chưa phải đây. Ngày hôm nay là dạ rồi, cảm ơn mấy chú. Ngày hôm nay là khoảng 450 phần ăn. Cho hết tuần này luôn hả anh? Hả? Rồi bớt lên đi anh. Cho từ nay đến Tết được không ạ? Hả? Cho từ nay đến Tết được không? Cầm hai cái hũ ra ngoài tay đi. Cầm hai cái hũ ra đi anh. Cầm ra đi để bao anh đựng đào nữa. Cô chú mình bỏ sẵn cái hai hộp ra, cầm hai hộp ra tay nhá. Chú ơi, chú có đi theo hàng, một là đi theo hàng, hai là đi ra ngoài. Anh đang bị ôi à. Lấy đi chú. Cảm ơn anh. Rồi rồi, cảm ơn chú.
luôn nha, nó luôn vô đi. Từ từ đi anh ơi, từ từ hãy bước xuống nha anh. Cho ta đi qua đi, mình cho nó đi xuống luôn. Rồi hàng thứ nhất đi rồi tới hàng thứ hai. Cái hàng nào cũng rất là dài, mình cũng không biết sao gần Tết không biết là nên vui hay là nên buồn. Ba bà đứng vào hàng giùm con đi. Hàng người ta chưa đi, hàng sau không đi. Bà tiến lên bà. Tụi con đã phát hết tiền rồi. Dạ. Nếu mà cô còn ở đây thì bữa khác cô lại. Có gì của tụi con sẽ tặng tiếp ạ. Đi ra lại sao? Vâng vâng. Tiền thì thường là không có đủ tất cả. Tiền không có đủ cho tất cả vì nhiều người quá nên là tụi con nhiều người quá thì có duyên thì giúp được những người ra đầu tiên thôi, còn sau thì hết tiền thì chịu. Vâng. Cho mỗi người một chút cho nó bỏ chứ giờ cho ít tiền quá chừng vài chục ngàn thì không được. Dạ cảm ơn cô. Đã có những lần ở đây là cho hết ai cũng cho thì 50 ngàn. Nhưng mà ví dụ như là muốn giúp mấy người ung thư giúp nhiều nhiều xíu thì phải bớt người lại thôi chứ giờ sao. Rồi cô có được về trước Tết không? Trước. À, dạ, thôi thế được rồi. Thì chú về có về quê không? Ở đây luôn. Ăn Tết ngoài đường. Chào ba, cảm ơn ba. Cảm ơn.
谢谢你啊，十分感激啊，啊，拜拜，啊，好吧。 Mình đi nuôi bệnh rồi không? Dạ. Mình bệnh hay nuôi bệnh? Không phải. À không phải. Nó nói mỗi ngày ngoài á. À rồi bên ngoài. Dạ luôn. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Bánh mì. Vâng. Vâng. Dạ rồi, dạ rồi. Ủa chú không có làm gì đâu. Dạ rồi. Tiền đâu, cô xin cho em. Dạ thưa, tiền là con đã phát hết rồi. Thôi bữa khác đi cô. Cô còn ở đây lâu không? Mai cô về. Mai về rồi, nhưng mà hôm nay thì tụi con ấy, tiền ngày hôm nay hết luôn rồi. Chú ơi, tôi mới đi khám ra đó rồi. Tôi chạy ra đây trễ rồi. Tôi chiều nay tôi về rồi chú. Tôi gửi tỉnh tiền để tôi đi xe hả chú? Mà bây giờ con hết tiền rồi. Dạ. Cô ở đâu? Dạ, quê tôi ở Tiền Giang á. Tiền Giang? Dạ. Thôi rồi cô ngồi cô ăn cơm đi, bây giờ cô đi với ai nữa? Dạ có một mình tôi ạ. Bị bệnh ung thư. Cô bị ung thư gì? Dạ hơn. Về thôi này đi, cô ngồi bên kia cô ăn. Sau khi phát cơm xong con hỏi thăm, nếu đúng thì con sẽ hỗ trợ cô. Dạ. Tại vì khám nó rồi cái bác, nó bác tôi lấy cái giấy để sợ thì hôm nay tôi cũng ở đây nè. Vâng, thì bây giờ thôi, bây giờ cô nếu mà cô chuẩn bị về, cô ngồi quê cô ăn cơm ra đi cho no bụng đi, xong rồi con sang con hỏi thăm đúng. Yeah. Thì con sẽ giúp đỡ cô. Yeah. Cô qua bên kia kia bên kia. Yeah. cô ngồi bên lề để cô ăn trước đi. Cảm ơn nhé. Dạ xin chào. Cảm ơn mấy cô. Cái cống này thôi à? Yeah, ý là có một cái này thôi à? Hai thứ bỏ một chỗ à? Yeah. Lấy hai cái thì để riêng lấy để phải ăn liền chú ạ. Sẵn hai cái hộp ra tay nhá để lấy cơm đồ ăn. Để giữ trật tự cho đoàn vài trăm người cùng nhận một lúc các bạn cũng rất là vất vả. À, tuy nhiên thì cũng đôi khi cũng có những cái lời nói lớn tiếng do là nhiều người cũng kỳ lắm, không có chịu theo thứ tự, không có chịu theo xếp hàng. Thực sự nếu mà cứ ủy mị rất là khó làm, nói nhiều cô chú anh chị không có nghe. Có em này thấy đi nuôi bệnh hoài á? Dạ, mà em cũng được gần về rồi. À gần về rồi gì? Dạ. À, chúc mừng nhé. Dạ. Đừng ăn Tết trong này là được rồi. À, thấy lâu quá trời, mấy tháng trời. Dép bà ngoài đâu mà không mang? Dép đâu bà không mang? Nhức chân quá. Nhức chân không đi dép được á? À. Ôi giời, lại còn vậy nữa. Bà đi nuôi bệnh à hay sao?
bệnh đi khám. À đi khám, dạ. Rồi được về chưa bà? Đi về rồi. À rồi, rồi ăn cơm, lấy cơm ăn rồi về ạ. À. Rồi, bà đi ạ. Dạ có, nhưng mà hiện nay bọn em hết tiền rồi. Rồi bữa khác anh. Vâng. Bữa nào thấy bảng có ung thư ra sớm giúp em. Tụi em lựa giống như là có nhiều người thì phát ít tiền, ít tiền, còn ít người thì phát nhiều tiền, mà tụi em đếm số lượng mà em phát hết luôn rồi. Rồi tiến tới, cảm ơn cô. Ông này là ông chen rồi. Có lỡ rồi mà ông chen rồi. Không, già thì nói con tiếng thì tụi con mời lên, nhưng mà giống như chen vô tưởng tụi con không biết đi. Vì chú đi ra sau nãy, hồi nãy chú mới ra mà giờ chú đã leo lên đây rồi. Mình theo thứ tự dùng. Chưa, mới 10 giờ 10 thôi. Thoải mái. Rồi vậy là kệ bài. Hết sức bình tĩnh. Thế không hết 3 hàng rồi. Không, hết sức bình tĩnh cô, vì ai cũng thế thì nhau nhau không làm được. Tính đi về này cả rễ rồi nó gặp rồi chết luôn. Cho vô cũng được. Không, bây giờ ai cũng gấp, ai cũng gấp hết ấy. Đã đi bệnh viện rồi như nhau hết. Không có tính đi về luôn, bỏ xin. Thì cái đấy tùy cô quyết định. Dạ thưa, một ngày tụi con ở bệnh viện này tụi con cho một đấy, rồi con qua bệnh viện Nhi Đồng giúp một lần nữa. Vâng. Hai chị ơi, ra đằng sau xếp hàng đi ạ. Bà cứ đứng vô trong hàng, trời ơi, bà đi. Sao cô? Cô mổ tim á? Cộng rồi, có cô... 4 cộng rồi, còn cộng để giờ gia đình khổ, con mình đi lẫn đi chăng. Vâng, thưa bây giờ này này, cô trình bày với bên bệnh viện vào phòng công tác xã hội. Bệnh viện Nguyễn Thị Phương ạ. Vâng, thì cô cứ nằm ở bệnh viện nào, cô vào đó, cô hỏi người ta thủ tục, người ta sẽ xem xét giúp đỡ. Thì nó có chú giúp đại hội từ thiện. Tiền giúp tim nhiều lắm. Giờ bà chỉ nằm hô hấp, mà nằm ngày đêm 5 triệu. Mình nằm bệnh viện nào thì mình hỏi bác sĩ đấy, tìm cách người ta giúp. Hỏi thẳng bác sĩ ạ. Hỏi thẳng bác sĩ người ta quen biết hoặc người ta biết cách người ta hướng dẫn mình. Hai chị ơi, lại đây xếp hàng. Lại đây xếp hàng đi ạ. Hỏi bác sĩ trực tiếp điều trị cho mình ấy, là có cách nào thì bác sĩ sẽ chỉ cho. Một là bác sĩ quen nhà giàu, bác sĩ giới thiệu. Hai là có những cái hội bác sĩ không biên giới ấy, hoặc là có những cái tổ chức từ thiện ấy, người ta sẽ biết, người ta sẽ giúp đỡ. Ví dụ người ta đăng ký là, ví dụ như người ta đăng ký một năm người ta giúp là rưỡi qua ngày, một ngày đêm không có được có 10 phút rồi. Ông mới báo hỏi nhà nghèo, ông mới vợ nhà ở trọ cộng rồi, còn cộng để mà tôi xuất viện rồi. Cô chú đi dần dần lên ạ. Người ta chỉ tôi đi đây, tôi chừng lại đi vô. Tụi con giúp ăn cơm là đã cố gắng lắm rồi. Giờ tiền kia thì... Chú Dương hỏi chú Dương vậy, phải gặp bác sĩ Tấn không chú Dương? Vâng. Chị đang điều trị á, phòng khoa hồi sức á. Thì hỏi bác sĩ ở bệnh viện. Khổ quá trời, hồi đó giờ mới lần đầu tiên này nó dứa cái bệnh vậy. Dạ.
giờ mình có xin lại cái YouTube được không? Tên YouTube của anh luôn nè. Sao lại lừa anh nhỉ? 5 triệu à. Sao lại lừa? Cũng như là nói chung là nó nén ở đây khoảng 2 tháng. Sao vâng. Chung em đi xin cơm giống như tin đây luôn. Vâng. Thì bây giờ cái anh này đã lừa em 5 triệu, mượn em 5 triệu, tốn hôm nay là khoảng 1 tuần. Cái hình ảnh em đây, hình ảnh này là em lấy tên YouTube của anh xuống. Tức là bạn đây cũng đi nhận cơm ở đây. Đúng rồi, đây nè, anh này là Tinh Quân. Ví dụ bây giờ mà anh về anh coi YouTube mà anh tìm ra được cái ảnh không có khẩu trang thì anh cứ tìm em. Em tên Hoàng ngay chỗ khu trời, khu D á. Trời, cái này theo em như này, anh báo với bên bệnh viện ấy. Không thì... à. Nói chung là báo rồi, mình chưa không có hình ảnh thực tế. Vâng, thì... này là lấy tên YouTube anh xuống. À, coi là cái người này lừa anh nhưng mà người có đi nhận cơm. À, có nhận cơm. Anh ấy tên là gì, ở đâu? Quân. Quân, anh ấy ở đâu? Anh Long An, anh nói nuôi bà nội anh. Thực tế là không có. Vâng. Anh cứ quay cái này. Rồi, thấy rồi. Vâng. Thì bà con đi đây đừng có cho ai mượn tiền. Rồi được rồi anh. Này đấy là YouTube anh xuống à. Dạ. Tức là anh ấy ở trong nhà thương. Nói không mượn của anh Hoàng 5 triệu. Giờ cái đấy mình một là đó, hai là báo công an nếu có giấy tờ. Không anh, nói chung là hai giờ đưa mượn mình đưa người ta mượn. Người ta điều tra và phải có giấy tờ gì đấy thì bên công an người ta lưu hồ sơ. Anh đã tốn ở đây rồi, nói chung là không. 5 triệu đó là nói chung là những cái chị em là quyên góp một người cho 1 triệu 2 triệu để bù đắp vô cái này của em. Thì lý do là cái sai của mình ấy. Đúng rồi. Không. Em nói là lý do cái sai của mấy anh là không xác minh kỹ. Đúng rồi. Ví dụ như tụi em cho, tụi em chỉ dám cho số tiền nhỏ thôi. Rồi tụi em phải xác minh kỹ, tụi em mới cho số tiền lớn. Còn như là nói ai cũng nói nghèo, xong các anh quyên góp một số tiền đấy là giống như trước tiên là lỗi thuộc về người cho, không có xác minh kỹ. Sau đó là cái người nó tạo cái cơ hội cho mấy người lừa đảo. Vâng, vâng. Này áo kia đâu rồi, áo đẹp đâu không mặc? Dạ. Áo đẹp này đâu không mặc? Em đi định giặt rồi chú ơi. Mang đi tiệm giặt rồi. Ở Tết này có cưới vợ chưa? Tết này cưới vợ chưa? Có, cứ mượn vợ luôn. Mượn vợ á? Cứ mượn vợ. Mượn ở đâu? Có cưới á, mượn vợ. Có cưới mượn vợ. Cứ mượn vợ. Mượn vợ. Là vợ ở đâu, vợ bao nhiêu tuổi? Ở cả ngàn người đúng không? Sao vợ cả ngàn người là sao? Hết khu này á? Trời ơi. Vậy Tết này là có vợ à? Rồi lấy mấy vỏ chai đi rồi đi về anh. Rồi đi nhá. Dạ. Đẹp trai thế. Rồi giờ mấy người này hỏi mai còn có phát không? Mai nghỉ ngày mốt. Rồi mai nghỉ ngày mốt. Còn cái cô chú mà ở trong nhà thương ra chung cái clip này nó cũng khá dài. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video. Kính chúc quý cô bác anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự bình an. Một lần nữa thì xin cảm ơn gia đình cô Lan Gia Na, cô Lan Gia ở Mỹ đã phát tâm từ thiện ủng hộ giúp đỡ những cái người ung thư, số tiền là 6 triệu đồng và giúp đỡ những cô chú anh chị đi nuôi bệnh, mỗi người một suất ăn. Số lượng ngày hôm nay là vào khoảng là 450 suất. Những cô chú mà mặc áo vàng này là người trực tiếp đi nuôi bệnh. Một số cô chú thì là bệnh nhân. Một số là những cái người dạ có to và dạ thưa đó. Bây giờ không còn cái gì nữa rồi. Giờ thì mời chú nếu chú được phần cơm thôi. Và giờ còn tiền thì chú con đã phát hết rồi ạ. Dạ. Yeah. Mới là...
Dạ dạ. Nó mới lên mà lấy chú chen vô. Đúng ra là chú phải đứng cuối hàng.